Sau khi ông xã ngoại quốc đăng tải chuyện ly hôn vào tối 11 tháng 4, Á hậu Hoàng Oanh vẫn giữ im lặng. Cho đến sáng 13 tháng 4, Hoàng Oanh đã chính thức lên tiếng xác nhận chuyện ly hôn. Trên Facebook cá nhân, cô viết: "Xin chào mọi người, là Oanh đây. Cảm ơn thật nhiều các anh chị bạn bè đã hỏi thăm mà Oanh vẫn chưa thể trả lời hết. Oanh thực sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này, vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn." Hoàng Oanh cho biết, dù không thể đồng hành cùng nhau, nhưng cô và chồng vẫn sẽ hỗ trợ nhau nuôi dạy con. Nói thêm về cuộc hôn nhân này, Hoàng Oanh cho biết, trước giờ Oanh đã cố gắng hết lòng hết sức mình, có thể rồi, nên giờ mình có thể bước tiếp. Bé Max là sức mạnh và hạnh phúc lớn nhất đời này của Oanh. Oanh sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc con, cho con được sống bình an và khôn lớn nên người. Oanh cảm ơn mọi người đã quan tâm, động viên hai mẹ con. Bài viết của Hoàng Oanh vừa đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều sao Việt động viên và mong Hoàng Oanh mạnh mẽ bước tiếp. Diễn viên Lưu Hà Trinh an ủi: "Thương em rất nhiều, cô gái thiện lành và xinh đẹp, hãy luôn giữ đôi cánh thật vững để bay cao em nhé." Diễn viên Lan Phương nhắn nhủ: "Chúc em con đường mới thật nhiều hạnh phúc nha, có con bên cạnh sẽ mang đến cho em nhiều sức mạnh và tình yêu." Ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng để lại bình luận: "Oanh à, luôn mỉm cười bước qua mọi thứ nhé. Bà sẽ được hạnh phúc vì bà xứng đáng có điều đó nè. Hai mẹ con cố lên." Hoàng Oanh và chồng là Jack Cole công khai hẹn hò vào năm 2019, tiến đến hôn nhân sau đó không lâu vào tháng 12 năm 2019. Đến tháng 2 năm 2020, cặp đôi thông báo có tin vui trong sự chúc phúc của mọi người. Trước khi đến với Jack, Hoàng Oanh từng hẹn hò diễn viên Huỳnh Anh. Cả hai từng rất được khán giả ủng hộ bởi sự tương xứng về ngoại hình và kỳ vọng về một đám cưới trong mơ sẽ diễn ra. Nhưng bất ngờ vào năm 2017, cặp nghệ sĩ tuyên bố đường ai nấy đi. Sau những đổ vỡ, hôn nhân của Hoàng Oanh và ông xã ngoại quốc khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng với hy vọng đây là cái kết viên mãn cho nữ MC. Ngay khi thông báo ly hôn của Hoàng Oanh được chia sẻ rộng rãi, nhiều người yêu mến không khỏi tiếc nuối.